Vâng, vâng, thi ứng xử ngày hôm nay thì đầu tiên xin hỏi bạn nữ rất là sexy của đội đội một. Đừng chơi nữa, em mệt rồi. Thế tôi muốn hỏi là sau khi mà trình diễn phần thi này thì bạn muốn quảng bá hình ảnh của bạn lên sàn showbiz không ạ? Lady and gentlemen. Hôm nay thì bước lên sân khấu này thì em cũng có một ước mơ, đó là được lớn sân sang showbiz. Nhưng mà mục đích chính của em là để trình diễn cái bộ trang phục về ngày của mẹ, với để tri ân cái sự tảo tần, sự nuôi dưỡng của người mẹ khi mà lúc con sinh ra cho đến khi con lớn lên có thể bước trên cái sân khấu kép quốc rộng lớn như thế này. Vâng, cảm ơn câu nói, cảm ơn câu trả lời của bạn. Chúng ta mới hiểu được là BD vì đam mê không sợ ai chê. Thôi thì đó là một câu nói mình. Rồi, cảm ơn bạn gái với phần trả lời vừa rồi. Và đến cặp của đội 2. Xin mời lúc nãy tôi nhận thấy là khi chàng trai trao nhẫn thì cô gái đây thế này đón nhẫn. Thì tôi hỏi là bình thường ở bộ tộc của bạn thì đem nhẫn món nào? Đỏ lên đi ơi. Mà lúc nãy chính tận mắt tôi thấy là đeo món này. Rồi. Bạn có muốn nói thêm giới thiệu một ít về bộ tộc của bạn không? Ví dụ như sống ở đâu rồi hôm nay thay mặt bộ tộc 2 của tụi mình thì đem đến một cô trình diễn thời trang, đồng thời mà với điểm mong muốn là mang đến niềm vui cho mọi người thì rất vui vì được mọi người đã nhiệt tình ủng hộ và càng ủng hộ thêm cho nhóm 2 tụi mình. Bộ tộc mình thì thường đeo nhẫn bằng ngón hải. Nhưng mà khi mình tuôn quá thì mình lại đeo bằng và tạo nên sự khác biệt. Vâng, cảm ơn cặp đấu vừa rồi. Và chúng tôi sẽ đến với cặp đấu của đội 3. Đây là hơi có phần kích. Thì theo sự giới thiệu của đội 3 thì có tượng trưng của chuối xanh và chuối vàng. Thì đây là chuối chín, thì chuối xanh và chuối vàng. Đây vàng. Vâng thì tôi nhận thấy được cái sự chênh lệch giữa hai bên. Thì không biết là từ già đến trẻ hay là tất cả mọi người đều lệch hay là chỉ có người mẫu bị lệch thôi. Ý là nhà có thằng chồng đấy. Nó dài hào lắm. Nó chỉ thuận được cái bên tay trái thôi. Nên là nó ngủ nó chỉ chờ bên này. Bên này nó không thấy. Nên nó giống như mình đọc bên này không hay nó to ấy. Còn nhiều cái thì nó to ấy. Em lấy phải. Em thì ấm biết không biết. Nhưng mà tương lai là em thì bơm cái này lên. Bơm để cho cân cái này để cái tổng nó bóp. Hai bên nó xuống. Đó đây. Thay vì anh đi bơm thì anh nên kiếm một kiếm một người nữa thuận tay trái đi và bù trừ là vừa đây. Ý là em thích nằm dưới nhưng mà thằng chồng này thích nằm dưới hơn nên là làm cho nó không cân, nhưng em nằm dưới nó bó với hai tay đều luôn ấy. Ok rồi, cảm ơn em. Rồi, ban giám khảo đã tổng kết được điểm ngày hôm nay chưa? Chưa còn nổi trong mà. Anh có muốn gửi lời tâm tình gì nữa không ạ? Thưa bố mẹ, thưa các anh chị và thưa các gọi là các bộ phận hậu cần của tôi và thưa các fan của tôi. Fan để được vào trận chung kết diễn thời gian ngày hôm nay thì là rất cảm ơn các fan đã ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi trong những hoàn cảnh rất éo le và khó khăn thì hôm nay tôi có thể trình diễn ở đây và sẽ hướng tới một cái ngôi vị cao nhất là tôi sẽ đi thi cái top model Miss World. Miss World. Thì
Hiện tại thì ở đây tôi có chia sẻ là hiện tại là ông Tổng thống Trung có mời tôi đi diễn ở đến California. Rồi. Thì ông bạn qua đó thì ông sẽ mời một bữa không. Hôm bữa ông bảo là mời một bữa thịt chó nó mặn à, thì qua đây cùng chia sẻ với các fan thì mọi người như vậy. Rồi, tôi xin hết. Còn các fan của tôi, số của tôi là 03. Vâng. Theo chúng tôi nhận được thì ông Trung, ông Donald Trump đang ở đất nước Miss Paul. Vâng, cảm ơn phần đối đáp của các cặp vừa rồi. Sẽ có thời gian dành cho ban giám khảo để chấm điểm. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời các cặp về vị trí